Trong phần này, chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng công cụ Quick Selection Tool. Chúng ta nhấp vào đây, chọn Quick Selection Tool hoặc các bạn có thể nhấn phím tab V đúp. Ở trên góc trái thì các bạn thấy ba lựa chọn. Nếu các bạn muốn tạo vùng chọn mới thì nhấp vào New Selection như vậy. Nếu muốn thêm vùng chọn trên cái vùng chọn đã có thì nhấp vào Add Selection. Và tất nhiên, các bạn có thể sử dụng lựa chọn thứ ba để điều chỉnh thu nhỏ cái vùng chọn đang có. Chúng ta có thể nhấp vào đây để điều chỉnh lại kích thước của Quick Selection. Ngoài ra, các bạn có thể nhấn phím đóng mở ngoặc để tăng giảm kích thước. Vậy công cụ này hoạt động như thế nào? Trước tiên, chúng ta cho nó biết là cần lấy mẫu ở khu vực nào thì nó sẽ phân tích màu sắc ở khu vực đó. Sau đó, nó sẽ tạo vùng chọn ở trên những cái điểm ảnh tương đồng về màu sắc và độ sáng. Ví dụ, bây giờ mình muốn tạo vùng chọn trên cái vai áo của người mẫu thì mình sẽ nhấp vào đây để tạo vùng chọn mới. Sau đó, chúng ta nhấp chuột. Như vậy, các bạn chỉ việc kéo qua thì nó sẽ tự động tìm những cái điểm ảnh có màu sắc và độ sáng tương đồng. Như các bạn thấy, cái phần tay áo phía dưới nó hơi tối hơn một chút nên cái vùng chọn nó sẽ dừng lại. Mà chúng ta chỉ việc nhấp vào đây, nó sẽ tự động mở vùng chọn. Và các bạn thấy, nó sẽ dừng lại ở đây. Rất là tuyệt đúng không ạ? Chúng ta có thể tạo vùng chọn rất là nhanh. Các bạn chỉ việc nhấp thêm một chút nữa, nó sẽ mở rộng vùng chọn đến các điểm ảnh tương đồng. Phần này nó hơi lớn thì chúng ta chỉ việc giảm kích thước lại. Như các bạn thấy, phần này nó bị lem ra bên ngoài. Vậy làm thế nào để xử lý? Các bạn có thể nhấp vào phần Subject như vậy, hoặc các bạn có thể nhấn phím Alt ở trên bàn phím, nó sẽ tự động chuyển sang đây. Và chúng ta nhấp vào đây để thu nhỏ lại. Các bạn thấy, nó sẽ thu nhỏ cái vùng chọn lại. Rất tuyệt đúng không? Chúng ta sẽ nhấp Alt thêm một lần nữa và thu nhỏ lại. Sau đó nhấp Ctrl 0 để bức ảnh đầy màn hình. Chúng ta có thể nhấp vào đây để mở rộng thêm vùng chọn. Nếu như các bạn không muốn phần tay này thì nhấp Alt để loại bỏ phần tay này thôi. Như vậy chúng ta đã có một vùng chọn rất tốt trên cái phần áo của người mẫu. Và nếu như các bạn làm kỹ hơn thì sẽ có vùng chọn tốt hơn nữa. Và có một điều các bạn nên lưu ý là công cụ này nó dựa vào cái màu sắc và độ sáng, cho nên nó hoạt động hiệu quả nhất đối với những cái mảng màu sắc nổi bật ở trong bức ảnh của bạn. Ví dụ như là áo của người mẫu này hay là gương mặt của người mẫu như vậy thì chúng ta tạo vùng chọn rất là dễ. Các bạn có thể đánh dấu vào mục nâng cao để tạo vùng chọn được chính xác hơn nữa. Ví dụ như mình muốn mở rộng vùng chọn trên gương mặt của người mẫu, với một vài thao tác rất đơn giản, chúng ta đã có một vùng chọn tương đối tốt. Mình hy vọng qua đây thì các bạn đã hiểu rõ hơn về công cụ Quick Selection Tool ở trong Photoshop. Mình sẽ kết thúc phần này tại đây và chúng ta chuyển sang phần tiếp theo để tìm hiểu những tính năng còn lại ở trong Photoshop nhé.